từ bác sĩ cứu người, nay bỗng mang thân phận bị cáo. Với bác sĩ Lương, những giây phút gia đình được quây quần bên nhau như thế này sẽ là những khoảnh khắc quý giá, giúp anh có thêm niềm tin trong phiên tòa sắp tới. Sau khi mà xảy ra sự cố, thì đương nhiên là nếu như mình làm sai thì mình phải chịu thôi. Tôi đã làm hết những cái nhiệm vụ của mình, mà nhưng mà vẫn xảy ra những sự cố như vậy, thì tôi thực sự rất là buồn. Đã xác định học ngành y thì đương nhiên là có sự đam mê rồi, mà có sự đam mê thì mình mới có thể là làm việc được. Còn nếu như mà sau này mình làm những nghề khác mà mình có sự đam mê thì cái công việc của mình làm nó không được hiệu quả, nó không được tốt. Chính vì vậy mà sau khi mà giả sử đấy, cái mặt mà giả sử là sự việc nó không được như mong đợi, thì tôi vẫn tiếp tục là cống hiến cho ngành y của mình trong công tác là cứu chữa người bệnh. Dù luôn tin chồng con mình đã làm đúng, nhưng những người thân của bác sĩ Lương cũng không thể yên tâm. Bởi với họ gần một năm qua là khoảng thời gian quá dài, cả gia đình luôn thấp thỏm, lo lắng. Cuộc sống xáo trộn rất là nhiều sau khi sự việc xảy ra như vậy. Mình thì mình vẫn luôn tin là phiên tòa sắp tới sẽ công tâm. Đơn giản vì mình tin là chồng mình không có tội. Thế nên là dù kết quả phán quyết của phiên tòa như thế nào thì trước hết là mình sẽ chấp hành theo pháp luật. Và tiếp theo đó là gia đình mình sẽ lại tiếp tục con đường tìm công lý tiếp. Tôi thì rất là hồi hộp. Mình đã nghe hội bác sĩ và giáo sư nói là vô tội rồi, mà tôi vẫn là lo chả biết bên tòa án nó xét xử thế nào. Là người mẹ rất là bồn chồn lắm, còn nhờ theo pháp luật thôi. Gần một năm sau khi xảy ra sự cố y khoa khiến 8 người tử vong, mặc dù được tại ngoại và tiếp tục công việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nhưng bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn không khỏi day dứt và đau lòng, dù bản thân đã làm hết trách nhiệm của mình. Qua truyền hình VTC thì tôi cũng mong muốn là cũng là có cái chia sẻ, chia buồn những cái nỗi đau mất mát của những cái người thân mà đã có những bệnh nhân đã tử vong mà xảy ra hôm 29 tháng 5 năm 2017. Và tôi cũng mong là bên cơ quan tòa án, cơ quan pháp luật sẽ xét xử là một cách khách quan và công tâm, xử đúng người đúng tội để cho những người đã khuất yên tâm và thanh thản về quái bệnh hạng. Một bản án công tâm, khách quan, đúng người đúng tội không chỉ là mong mỏi của gia đình cũng như những người tin yêu và ủng hộ bác sĩ Hoàng Công Lương. Nó còn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, bởi phán quyết của tòa án quyết định đến sinh mệnh và sự nghiệp của một con người.